Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đại học Fulbright Việt Nam lên tiếng phản bác cáo buộc vô căn cứ. Ngày 31 tháng 8, VOA tiếng Việt cho hay, Đại học Fulbright Việt Nam hợp tác với nhà chức trách để điều tra về chiến dịch tấn công, xúc phạm, đe dọa. VOA cho biết, hiệu trưởng Scott Andrew Fritzen của Đại học Fulbright Việt Nam nói trong một thư ngõ được đăng trên cả website lẫn trang Facebook của trường ngày 30 tháng 8 rằng Trường hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong những tuần gần đây để điều tra về chiến dịch đưa tin sai lệch và cả các đe dọa có tính bạo lực. Và đây là hình bài trên VOA. Theo VOA đã đưa tin, khoảng đầu tháng này, trên các nhóm Facebook tip 4 và đơn vị tác chiến điện tử Comcom, có tổng cộng hơn 600.000 người theo dõi đã xuất hiện nhiều ý kiến không đúng đắn về Đại học Fulbright Việt Nam. Đây được xem là các cuộc tấn công ác ý, sử dụng ngôn ngữ xúc phạm thậm chí có lời lẽ đe dọa đối với sinh viên, giảng viên, nhân viên, người thân và bạn bè của trường. Những ý kiến đó có điểm chung là cáo buộc rằng đã học Fulbright tham gia vào những hoạt động ươm mầm cho một cuộc cách mạng màu ở Việt Nam. VOA cũng cho biết, phản ứng trước những luận điệu cáo buộc vô căn cứ này, vào ngày 14 tháng 8, Đại học Fulbright đã ra thông báo phản bác một số tuyên bố sai lệch và gây kích động. VOA nhắc lại, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã phát biểu ngày 26 tháng 8 rằng Bộ này hoan nghênh các hoạt động của Đại học Fulbright Việt Nam và ca ngợi sự hợp tác giáo dục Việt và Mỹ. Và đây là hình thư ngõ trên website của trường đại học Fulbright. Mặc dù vậy, VOA tiếp tục cho hay, trong các nhóm Facebook nêu trên, thậm chí ngay trong trang Facebook chính thức của Đại học Fulbright Việt Nam, vẫn tiếp tục có nhiều ý kiến chỉ trích, đe dọa. Vị hiệu trưởng lưu ý rằng, những luận điệu sai lệch và gây chia rẽ đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng khi cộng đồng Fulbright chúng tôi bị xúc phạm uy tín và tổn thương tinh thần một cách bất công. Ngoài ra còn có nguy cơ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương Việt-Mỹ. VOA dẫn lời ông Fitzgerald tuyên bố rằng trường không chấp nhận là nạn nhân thụ động mà trong mấy tuần qua đã và đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan để điều tra về chiến dịch đưa tin sai lệch và cả các đe dọa có tính bạo lực. Vị hiệu trưởng nhấn mạnh trong thư ngõ rằng Đại học Fulbright Việt Nam là một trường đại học Việt Nam có những đóng góp để giải quyết các ưu tiên quốc gia trong lĩnh vực giáo dục cũng như giải quyết những thách thức lớn về phát triển của đất nước. Đại học Fulbright là trường không vì lợi nhuận, được hỗ trợ từ hai chính phủ Việt Mỹ và các nhà hảo tâm. Sinh viên được tiếp cận với nền giáo dục chất lượng quốc tế, đồng thời được bồi dưỡng kiến thức sâu sắc và thấu hiểu bối cảnh xã hội, truyền thống và các cơ hội của Việt Nam trong tương lai. Ông Friesen cho biết thêm. Và đây là hình trường đại học Fulbright Việt Nam. VOA tiếp tục dẫn lời hiệu trưởng Christian cho hay, Fulbright là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam hỗ trợ tài chính theo điều kiện kinh tế gia đình cho phần lớn sinh viên. Nhờ đó, trường đang có những sinh viên tài năng đến từ 55 tỉnh thành trong cả nước, cùng hàng ngàn cựu học viên từ các chương trình đại học và sau đại học. Ông nêu bật rằng, hơn 95% đội ngũ giảng viên của trường có bằng tiến sĩ từ các trường đại học hàng đầu thế giới. Họ thiết kế, giảng dạy chương trình học mang tính đổi mới, sáng tạo và tiến hành các nghiên cứu về những thách thức của Việt Nam. Hiện nay, trường cũng đang tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao. VOA lưu ý, cuối thư ngõ, vị hiệu trưởng nhấn mạnh một lần nữa rằng Đại học Fulbright là một trường của Việt Nam và là trường tận tâm đóng góp cho sự thịnh vượng của đất nước. Bên cạnh việc trường là một biểu tượng của quá trình hòa giải bền vững và hiệu quả giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đại học Fulbright Việt Nam lên tiếng phản bác cáo buộc vô căn cứ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Dù thua lỗ, ông Phạm Nhật Vượng vẫn tiếp tục đầu tư cho VinFast hơn 3.000 tỷ đồng. Ngày 30 tháng 8, AFA tiếng Việt loan tình, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tài trợ cho VinFast hơn 3.000 tỷ đồng. AFA dẫn truyền thông nhà nước đưa tin ngày 30 tháng 8 cho biết, theo thông tin trong báo cáo tài chính bán niên năm 2024, đã qua kiểm toán vừa công bố của Vingroup, thì tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhà sáng lập của tập đoàn Vingroup, đã tài trợ 3.277 tỷ đồng trong nửa năm đầu năm 2024 cho hãng xe VinFast. AFA nhắc lại, ông Vượng từng khẳng định VinFast là sứ mệnh, danh dự và tương lai của VinGroup, nên chúng tôi không bao giờ buồn VinFast. AFA cho biết, ngoài số tiền tài trợ nói trên, báo cáo còn thể hiện ông Vượng đã chuyển nhượng cổ phần trong công ty con hơn 1.800 tỷ đồng. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2024, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục không nhận thù lao tại Vingroup. Và đây là hình bản tin trên AFA. Về tình hình kinh doanh, AFA dẫn báo cáo ghi nhận rằng tổng doanh thu nửa đầu năm nay của Vingroup đạt hơn 64.000 tỷ đồng. Chiếm lớn nhất trong cơ cấu nguồn thu vẫn đến từ lĩnh vực chuyển nhượng bất động sản với hơn 26.300 tỷ đồng. Đứng thứ hai là mảng sản xuất và các hoạt động liên quan với hơn 14.000 tỷ đồng. Riêng mảng sản xuất của VinFast vẫn lỗ AFA cũng nhắc lại, ngày 6 tháng 1, Vingroup công bố, ông Phạm Nhật Vượng, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Vingroup, công ty mẹ của VinFast, chuyển từ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị VinFast, chuyển sang đảm nhận vị trí tổng giám đốc VinFast thay cho bà Lê Thị Thu Thủy. Tỷ phú hãng xe Việt cũng sẽ tiếp quản vị trí giám đốc điều hành. Đồng thời, bà Lê Thị Thu Thủy sẽ chuyển từ vai trò tổng giám đốc VinFast qua đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. AFA cho biết, VinFast công ty thành viên của Vingroup từng được ông Vượng công bố tài trợ tài chính tại Đại hội đồng Cổ đông diễn ra hồi tháng 4 năm nay. Phát biểu tại cuộc họp Cổ đông ngày 24 tháng 4 của Vingroup, ông Vượng nói có thể mở rộng đầu tư hơn nữa vào VinFast sau khi ông và tập đoàn Vingroup rót 11 tỷ đô la Mỹ vào công ty tính đến cuối năm ngoái. AFA dẫn tuyên bố của ông Vượng, tôi dự định sẽ tài trợ cho VinFast 1 tỷ đô la Mỹ từ túi tiền của mình và cho hay ông Vượng không nêu rõ khi nào sẽ chi ra số tiền này. Đồng thời ông Vượng khẳng định VinFast không gặp vấn đề về dòng tiền và chưa chậm ngân sách một đồng lãi nào. Và đây là hình tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ông chủ của VinFast. AFA cũng cho biết giá cổ phiếu của VinFast đã giảm xuống còn 2,5 đô la Mỹ so với lần niêm yết ban đầu vào tháng 8 năm ngoái ở mức 10 đô la Mỹ, đạt đỉnh hơn 90 đô la Mỹ do công ty không đạt được mục tiêu bán hàng vào năm ngoái và tiếp tục báo lỗ nặng. Hơn nữa, báo cáo tài chính của VinFast cũng không minh bạch. Ngày 31 tháng 7, AFA cho hay VinFast thừa nhận lỗi kế toán dẫn đến kê cao doanh thu bán hàng. Tuy nhiên, không rõ đây là lỗi vô tình hay cố ý trong bối cảnh VinFast đang bị vướng vào các vụ kiện tập thể vì cho rằng VinFast đã đưa ra các tuyên bố sai sự thật, không tiết lộ rằng công ty đang thiếu vốn cường điệu quá sức mạnh của mô hình kinh doanh cũng như năng lực hoạt động. Bản tin ngày 31 tháng 7 của AFA cũng cho hay, VinFast đã nộp một văn bản lên Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ, thừa nhận đã có các loại kế toán xảy ra, dẫn đến hàng chục triệu đô, doanh thu bán hàng đã bị kê cao hơn trong năm ngoái. Cụ thể, các con số bị khai khống của công ty trong năm tài chính 2023 gồm 33,9 triệu đô la doanh thu và chi phí bán hàng 6,1 triệu đô la phân phối và khoảng lỗ ròng 1,8 triệu đô la. Theo AFA, công ty của thị phú Phạm Nhật Vượng cũng kết luận rằng các báo cáo tài chính hợp nhất đã phát hành trước đó tính đến tháng 12 năm 2023, thông cáo báo chí, thông cáo thu nhập và thông tin liên lạc với nhà đầu tư mô tả hiệu suất tài chính của công ty trong năm và giai đoạn kết thúc tại thời điểm đó không còn được tin cậy nữa. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin dù thua lỗ, ông Phạm Nhật Vượng vẫn tiếp tục đầu tư cho VinFast hơn 3.000 tỷ đồng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.